U23 Việt Nam không một U23 Saudi Arabia bằng thua đáng tiếc H1. Tường thuật trực bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia, đoàn quân của huấn luyện viên Kong Okyun đang thi đấu sòng phẳng trước đội bóng Tây Á. Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia. U23 Việt Nam: Dân Chuẩn, Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Long, Dân Khang, Duy Cương, Dân Trường, Minh Bình, Mạnh Dũng, Danh Trung. U23 Saudi Arabia: Nawab, Hamad, Hassan, Khalifa, Motep, Ayman, Hamdelwad, Hussein, Haitham, Feras. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia, những diễn biến chi tiết, diễn biến ảnh video mới nhất cũ nhất. Ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:41:42, U23 Saudi Arabia mở tỷ số. Trung vệ đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh bị phạm lỗi trong pha tranh chấp với cầu thủ U23 Saudi Arabia. Chính cầu thủ áo trắng đã bị đau nằm trong khu cấm địa của U23 Việt Nam. Motep sau đó đã đột phá từ cánh trái rồi tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Văn Chuẩn. Trọng tài nghe tín hiệu từ phòng gia nhân, bàn thắng vẫn được công nhận cho đội bóng Tây Á. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:35:36, Minh Bình suýt lập siêu phẩm. Xuất phát từ pha phát bóng của thủ môn Văn Chuẩn, Dân Khang chuyền bóng ra để Lê Minh Bình đỡ bóng một nhịp trước khi tung cú sút trước căn ngoài vòng cấm buộc thủ môn Nawab kẻ chạm tay vào bóng, rồi đập xà ngang đi hết đường biên ngang. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:32:31. Đến lượt Duy Cương bị cầu thủ U23 Saudi Arabia đạp gầm dày vào mu bàn chân, tuy nhiên trọng tài chỉ nhắc nhở mà không rút thẻ và cảnh cáo. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:25:25, Vũ Tiến Linh tạt từ cánh và vào để Chan Khang Dạ bốn bàn ngự cho Dân Mạnh Dũng. Cú dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo Viettel đã đưa bóng đi chẹp cục dọc khung thành U23 Saudi Arabia chỉ căng tức. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:23:23, Dân Mạnh Dũng tranh chấp tốt và đập được bóng trước hai cầu thủ 23 Saudi Arabia trước khi chuyền ra cho đồng đội. Quá đáng tiếc rằng pha bóng nửa chuyền nửa sút của Minh Bình lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành đối phương. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:16:17, Thủ thành Dân Chuẩn bắt dính trái bóng từ quả tạt bóng bên cánh phải của cầu thủ đối phương. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:11:13, Hoàng Hồ Dân Chuẩn, U23 Saudi Arabia có pha tổ chức tấn công bài bản. Ai mình tung cú cứ lồng trong vòng cấm nhưng thủ thành Dân Chuẩn đã xuất sắc cản phá. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:07:08, trọng tài cho tạm dừng trận đấu để chết do sâu tình huống hất xanh đạp gầm dày vào ống đồng Úc Dân Khang. Tình huống vào bóng nguy hiểm nhưng cầu thủ số 15 của 23 Saudi Arabia may mắn không bị rút thẻ đỏ. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:01:02, U23 Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi, các cầu thủ áo đỏ tổ chức pressing tầm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lê Minh Bình vừa có pha băng vào đánh độ tầm thấp, tiếc rằng pha kết thúc bóng đi không quá căng nên thủ môn U23 Saudi Arabia có thể bắt gọn trái bóng. Cổ động viên Việt Nam cổ vũ cùng nhiệt trên khán đài sân Lokomotiv Tashkent. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 23:23:23, trọng tài chính người Nhật Bản, ông Yusuf Araki đội hồi còi cho trận tứ kết 4 vòng chung kết U23 châu Á 2022. Giữa U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia được bắt đầu. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 22:53:00, 22:53:00, trọng tài dẫn hai đội U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia bước ra sân Lokomotiv Tashkent để thực hiện nghi lễ cử quốc ca trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam tiếp tục mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U23 Saudi Arabia mặc áo màu sáng, quần xanh lá cây. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 22:42:00, 22:42:00, huấn luyện viên Kong Okyun gây bất ngờ khi xếp Trần Danh Trung và Minh Bình đá chính trước U23 Saudi Arabia. Đội hình xuất phát. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 22:32:00, 22:32:00, đội thắng ở cặp đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia sẽ đối đầu U23 Australia ở vòng bán kết. Thu gọn, ngày 12 tháng 6 năm 2022, 22:24:00, 22:24:00, các cầu thủ U23 Việt Nam khởi động trước trận đấu. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.